Kính chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề rất là quan trọng trong việc theo dõi đánh giá sức khỏe của thai. Thì ngoài cái chuyện mà chúng ta theo dõi thai bằng cách khám thai định kỳ, thì nó còn có một cái cách mà chúng ta theo dõi thai một cách gần gũi nhất, thân thiện nhất, dễ dàng nhất và hiệu quả nhất, đó chính là đếm cử động thai. Vậy thì tại sao chúng ta phải đếm cử động thai? Cái cử động thai nó là một cái sự thể hiện sự gắn kết giữa người mẹ và con. Đó là cái cách mà theo dõi rất đơn giản mà thể hiện cái sự cảm nhận của mẹ con. Đối với một người phụ nữ khi có thai thì trong 3 tháng đầu hầu như người phụ nữ sẽ không cảm nhận được gì từ đứa con của mình. Nhưng bắt đầu sau 18 tuần có những sự nhúc nhích trong bụng hoặc là những cái cử động trong bụng. Những cái cử động đó chính là sự thể hiện sự tồn tại của một sinh linh bên trong bụng của người mẹ. Và chúng ta gọi đó chính là cử động thai. Vậy cử động thai là như thế nào? Cử động thai là những cái tiếng gõ nhịp vào trong thành bụng, hoặc là những cái cử động uốn éo làm méo thành bụng của người mẹ, lệch bên này, lệch bên kia. Tuy nhiên có những trường hợp thì cử động thai nó không rõ ràng. Và hầu như tất cả các người mẹ đều phải học cái cách để theo dõi và đếm cử động thai cũng như cảm nhận cử động thai. Vì đôi khi những cái cử động thai nó rất là mơ hồ, nó không rõ ràng như những nhịp đập hoặc là những cái uốn éo của thành bụng. Vậy cái quan trọng nhất là người mẹ phải tự theo dõi, phải xác định được xem coi thử là cái sự cảm nhận của mình đối với con của mình thông qua cử động thai, mà điều đó chỉ có mỗi người mẹ mới cảm nhận được. Còn những người khác, mỗi người sẽ khác nhau. Và một cái vấn đề nữa, vậy thì cử động thai nó xuất hiện từ khi nào? Như từ đầu tôi đã chia sẻ với các bạn, cử động thai ở trong 3 tháng đầu hầu như là người mẹ không cảm nhận được, không cảm nhận được cái sinh linh đang nằm trong bụng của mình, tại vì không có một cái dấu hiệu gì để cảm nhận một cách rõ ràng. Tuy nhiên từ 18 tuần trở đi thì người mẹ sẽ cảm nhận được cái sự cử động của con mình. Và những cái cử động này nó sẽ tăng dần cho tới 32 tuần và nó ổn định từ 32 tuần trở đi. Vì vậy cho nên từ 18 tuần trở đi người mẹ nên học cách theo dõi cử động thai. Và cái cử động thai đó nó có một cái nhịp điệu mà mỗi sản phụ sẽ có một cái nhịp điệu khác nhau, mỗi đứa con của mình sẽ có một nhịp điệu khác nhau, và người mẹ sẽ học cách để theo dõi cái nhịp điệu đó. Và vậy thì bây giờ chúng ta sẽ theo dõi cái cử động thai như thế nào, như thế nào là bình thường? Thực tế thì không có một cái mốc hoặc là cái tiêu chuẩn nào cho việc xác định bao nhiêu cử động thai trong một ngày là bình thường. Tuy nhiên có một cái mức trung bình nói chung. Nếu một cái thai bình thường thì trong ngày sẽ có ít nhất 3 lần cử động, nếu chúng ta để ý sáng, trưa, chiều, thì tất cả những cái buổi đó đều có cử động thai. Và thường thì thai nó sẽ có cử động hoặc là thai máy trong vòng 2-4 lần trong 30 phút. Nếu trong 30 phút đó mà trong thời gian chúng ta theo dõi mà thai không máy hoặc không có cử động thì chúng ta sẽ theo dõi sát hơn, chúng ta có thể nghỉ ngơi và theo dõi trong vòng 2-4 tiếng. Nếu trong vòng 2-4 tiếng mà chúng ta không thấy có cử động thai, tức là em bé có vấn đề, hoặc em bé yếu, hoặc vì một cái nguyên nhân nào đó nó làm cho cử động thai nó sẽ giảm đi. Vậy nói chung quy lại, chúng ta cần phải theo dõi cử động thai ít nhất là 3 lần mỗi ngày. Và mỗi lần theo dõi như vậy thì chúng ta sẽ theo dõi trong vòng 2-4 tiếng, hoặc khi các bạn rảnh các bạn có thể theo dõi, các bạn đang làm việc các bạn có thể theo dõi. Nếu cử động thai giảm đi thì lúc đó chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi và để ý tới cử động thai. Nếu trong vòng 2-4 tiếng mà dưới 10 cái cử động thai, chứng tỏ đó là cái tình trạng giảm cử động thai. Nếu trong vòng 4 tiếng mà nó giảm cử động thai nhiều hoặc không thấy thai máy thì chúng ta cần tới cơ sở y tế để khám ngay. Vậy ta thấy trong việc theo dõi và đánh giá sự phát triển của thai thì ngoài cái việc mà chúng ta khám thai định kỳ thì theo dõi cử động thai hay theo dõi thai máy là một việc hết sức quan trọng, và nó có thể theo dõi được xuyên suốt cả một thai kỳ và lúc nào chúng ta cũng theo dõi được. Và đó là cái sự đánh giá đầu tiên của một cái tình trạng sức khỏe của thai. Vậy nên một người phụ nữ có thai
cần phải học cách nghe, lắng nghe con mình thông qua những cử động thai hay là thai máy. Và khi các bạn thấy có những cái bất thường thì các bạn cần phải tới cơ sở gần nhất để khám ngay, tránh tình trạng là chúng ta bỏ qua những cái triệu chứng tiền triệu hoặc là những cái tình trạng thai yếu, thai bất thường thể hiện thông qua cái chuyện cử động thai giảm. Tôi mong rằng những điều tôi mới vừa chia sẻ có thể giúp các mẹ bầu có thêm kinh nghiệm để theo dõi con mình thật là tốt, để cho ra đời những đứa bé khỏe mạnh. Xin chân thành cảm ơn.